chị ấy, thì mèo bao tiền một nạng? 220 cân á. Chị cho em một nửa cân được không? Nửa cân được không? Ừ, chị nạp không ăn hết, nhà em có mấy con. Thôi cho em mấy lòng loại này được rồi. Ui ui mày quá vậy. Vâng, mới ở bên ở ngoài chợ này không? Vừa mình mới nói thật là vừa mình mới vào bên trong cái quán thịt chó thịt mèo sống các bạn để mình mua cái mấy lạc thịt. Lát nữa là mình nấu cái món thịt mèo xào với rau má. Hôm nay là ngày cuối tháng rồi, mọi người trong gia đình mình thích ăn nên mình tranh thủ vào chợ mình mua được một ít. Đây các bạn nhìn, đây cái thịt mèo mà người ta đã lọc rồi đấy. Đây các bạn nhìn, đấy. Ít thế này thôi, nhà mình cũng ít người, mình chỉ làm như thế này thôi. Đấy. À, bây giờ mình sẽ đi chế biến cái món thịt mèo xào rau má, mình sẽ ghi lại video cho các bạn xem nhé. Mọi người xem video thì nếu ủng hộ mình tí nhá, mình chế biến luôn nhỉ. Đây, bây giờ mình sẽ đi điểm qua một vài cái gia vị của nó nhé các bạn nhé. Đây có gồm có xả này, ớt này, rau má các bạn ạ. Rau má là chủ đạo mà. Đây, một miếng thịt mèo đây các bạn. Và đây, người ta đã lọc sẵn cho mình rồi. Riềng với lại mẻ. Đấy, riềng mẻ mắm tôm người ta cũng đã hòa lẫn cho mình rồi đây. Đó. Và phải có dừa tươi nhé các bạn. Mình đã chuẩn bị một ít dừa tươi để lát nó ướp với cái thịt mèo này. Và đây là nước dừa này các bạn này. Đấy, nước dừa đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình thái cái thịt mèo để mình ướp những cái gia vị này nhé các bạn nhá. Đây, mình đã chuẩn bị một cái tô bằng nhựa đây các bạn này. Khi mình thái cái thịt này ra mình sẽ ướp nó vào đây nhé các bạn nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ làm mình miếng thái cái miếng này ra, thái miếng thịt mèo ra nha. Đấy, hai miếng này nó mình đã thái ra rồi, bây giờ mình sẽ thái thật nhỏ nhé các bạn nhé, thái mỏng để lát mình xào, mà xào mình thái thật mỏng. Rồi, sau khi mình thái nhỏ cái thịt mèo ra nhé, bây giờ mình sẽ ướp cái này riềng mẻ mắm tôm với các bạn nhé. Đây, cái riềng mẻ mắm tôm mình đã chuẩn bị rồi đây này. Đây, cái chỗ này khi mà mình mua người ta đã cho mình luôn cái riềng với lại mẻ mắm tôm người ta cho vào một túi này rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ luôn vào đây để mình ướp thôi. Ở dưới mình phải có nước dừa nhé các bạn nhé. Nhìn các bạn nhìn này, đây là nước dừa mình đã mua ở ngoài cửa hàng ấy, cho một ít vào đấy. Đó, nước dừa nó rất là ngọt mà, khi mà cho vào này ăn cực ngon luôn đấy. Rồi bây giờ các gia vị khác thì mình cũng cho vừa phải thôi. Mì chính này cho một ít. Rồi mình cho thêm tí bột nêm nhé. Nhà mình hay sử dụng bột nêm, mình cho bột nêm. Đó. Đó.
đều đi. Đây các bạn nhìn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho ớt nha các bạn nhé. Ớt này. Ớt mình thái lên 2 quả thôi, không cần nhiều. Cay không ăn được đâu. Rồi. Mình sẽ cho nó vào đây. Cũng đánh đều lên. Được chưa nhỉ? Rồi. Bắt đầu mình sẽ đập đến sả các bạn nhé. Sả mình sẽ cho vào tầm 5 cây sả này. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đập sả ra để cho thơm. Cái cách ướp thịt mèo này nó tương tự như là mình kể cả làm với lại thịt cầy, thịt chó đấy cũng được các bạn nhé. Nó cũng là một cái công thức này thôi. Cũng rất là hợp. Phải nấu với hai cái loại thịt này. Thịt mèo và thịt chó đều được hết. Được rồi. Sau khi mình đập sả ra, sau khi mình đập hết sả này ra rồi bắt đầu mình sẽ cho vào cái phần thịt vừa mà mình ướp với lại riềng mẻ mắm tôm này. À, đó. Và cũng để cho nó ngấm hết gia vị đi. Đấy, được chưa nhỉ? Đấy. Mình sẽ để trong vòng khoảng tầm 10 đến 15 phút các bạn nhé. Xong bắt đầu mình sẽ cho lên bếp để mình năn chín cái thịt mèo đi. Đây đấy nha các bạn nhé. Nếu mà các bạn thích ăn thì cũng có thể cho dừa tươi các bạn ạ. Đây mình cũng có dừa tươi cho ít thôi, cho ít để cho nó có vị thơm luôn. Đấy, được chưa nhỉ? Còn không cho dừa tươi cũng được các bạn nhé. Nhưng mà mình đã sẵn mình có cái dừa tươi rồi thì mình cho nó vào để cho nó thơm thôi cũng được. Làm sao đấy. Như khi mà dừa tươi này nó vào mấy cái thịt mèo này nó rất là béo đấy. Nó tăng thêm độ ngọt độ béo của cái miếng thịt lên cũng không vấn đề gì hết đấy. Bắt đầu mình sẽ để trong vòng khoảng tầm 10 đến 15 phút xong bắt đầu mình ra đi mình xào lăn các bạn nhé. Ok thôi rồi, đã xong rồi, mình sẽ đi mình thái cái rau rau má ra các bạn. Thái sát khúc nha các bạn nhé, không cần phải thái bé quá đâu, không cần thái nhỏ quá, sát khúc ra đó, cứ sát khúc ra. Đã xong. Và bắt đầu mình sẽ đi mình xào lăn các bạn nhé. Thời gian đã đủ rồi, 15 phút rồi, mình sẽ đi mình xào luôn đi. Mình sẽ đập ít tỏi ra để lát nữa mình phi thơm đi. Đó.
đầu là mình sẽ cho lên bếp mình nấu. Bây giờ mình sẽ bật cái bếp lên nhé. Để cho chảo nó khô, bắt đầu nó nóng già đi, bắt đầu mình sẽ cho dầu ăn vào nhé các bạn nhé. Dầu ăn để mát, mình phi cái tỏi mà. Để cho nó thơm lên, sau đó mình cho cái thịt mèo này vào. Đấy, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, mình cho một ít dầu nhé. Bây giờ chờ khi mà dầu nó sôi, bắt đầu mình sẽ cho cái tỏi vào các bạn. Đó, khi mà dầu bắt đầu tăm tăm rồi, bắt đầu mình sẽ cho tỏi các bạn nhé. Tỏi mình sẽ phi thơm vàng đi, bắt đầu mình sẽ cho cái thịt mèo các bạn. Đó. Đơn giản ngày cuối tháng mà có mấy cái món như này ăn cũng được thôi. Vừa vào cái chợ gần chỗ mình nhưng mà phải đợi mãi người ta mới lấy cho. Hôm nay là ngày cuối tháng mà đông quá, ai cũng thích ăn thịt chó hoặc thịt mèo. Mình thì rất ăn chó nhưng mà mọi người ở nhà thích ăn thịt mèo thì mình lại phải chiều theo số đông. Rồi, sau khi mà tỏi nó vàng rồi, bắt đầu mình sẽ cho vào mình đảo cái thịt mèo thôi. Đó. Đảo khi nào mà nó chín, nó săn hết miếng thịt này, bắt đầu mình cho rau má vào là xong các bạn nhé. Đơn giản thôi. Mùi riềng, mùi xả này, mùi mè, nước quạng rất là thơm. Ngon rồi, chỉ cần ngửi tôi đã thấy ngon, thơm lắm. Xào lăn là mình cứ xào làm sao cho nó săn miếng thịt đi cũng được. Bây giờ nó không còn nước thì mình cứ xào cho gần khô đi, đừng để nhiều nước quá, nó không ngon đâu. Xào khô hẳn đi. Rồi bây giờ nhận thấy là cái thịt của mình ấy, thịt mèo nó đã săn và nó đã hết nước rồi các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho rau má vào thôi. Đấy. Đây, rau má mình đã chuẩn bị vào hết rồi. Xào rau má phải nói này là thịt đào. Đó. Xào cho má nó tái thì là được các bạn nhé, là ok đấy, không cần phải kỹ quá đâu, kỹ quá là không dai đấy, vừa phải đâu. Đấy.
mình đã làm xong cái phần mình đã làm xong cái món thịt mèo xào rau má rồi đấy các bạn. Đấy. Bây giờ công việc tiếp theo là chỉ việc gọi là cho ra bát, cho ra đĩa và ăn thôi. Đấy. Đã xong. Đấy. Vậy thôi. Quy trình nó rất là đơn giản, dễ làm. Đơn giản thế thôi. Đây bây giờ mình sẽ cho ra đĩa các bạn. Đấy. Xong rồi các bạn. Đấy, xong cái món thịt mèo xào rau má của mình rồi đây. Đấy. Tuyệt vời chưa? Đấy. Vừa rồi là mình đã hoàn thành xong cái món thịt mèo xào rau má các bạn. Đấy. Nhìn cái đĩa nó rất là bắt mắt đúng không? Rồi mong các bạn xem video và nhớ ủng hộ kênh, like, chia sẻ giúp mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.